Các bác thân mến, em lại vừa mua được cái cây nguyệt quế này. Nhìn thấy nó rẻ mà nó cũng hay hay, có cái bệ, cái dáng kiểu bay bay văn nhân này. Thì em mua về để làm. Bây thử làm xem nào bác nhá. Quay qua các bác xem. Đấy, có nhỏ nhỏ mà nó có cái bệ. Đấy, khá là đơn giản, nhìn cũng hơi khá là yếu ớt là để em làm xem nó có ra gì không bác nhá.
xấu quá như không hợp lý từ comment nhé, để em tham khảo. Quay có vẻ không giống ở ngoài cho lắm nhé. Đây em xoay góc này, kênh này cắt ngắn đi. Đáng nghĩa là phải bẻ thêm cái này vào, nhưng mà nguyệt quế này nó rất là giòn, nên em chưa nắn, cứ để từ từ.